Vâng. Nhà em có gạo không? Bán cho chị tí. Vâng. Chị nhé.
Bà có mệt không bà ơi? Tôi mua rồi về bà về tôi nghỉ đấy bà ơi. Cháu gửi tiền cho bà này. Về thôi nhá. Nghỉ muộn rồi, nghỉ thôi. Thế về cho bà nhá.
50.000 nhá. À, 5.000 nhá. Vâng. Thế con xin nhá. Con cảm ơn ông nhá. Vâng vâng. Cháu đưa đây cho bác.
bà? 10.000 đấy. Thì chỗ này là bao nhiêu đấy bà? Chỗ này là bà ơi, mua cho một bó này bà. 10.000 một bó. 10.000 à, thế chỗ này mấy bó bà? Đây có 6 bó. 6 bó 50.000 bán không? Không bán đâu. Không bán á? Thank you.
bán cho chị hai cái nồi nhá. Vâng ạ. Thank you.
này này. Tháo chỗ này này. Em xin nha, cảm ơn nha. Vâng.
vườn nhà. Nhà. Ừ. Bà có chuối bán không? Có. Ở đâu? Cây chuối ấy. Cây chuối ở trên kia. Trên kia à? Thế bà đưa cháu đi lấy mấy cây vậy? Bà bán cho cháu nhé. Bây giờ được nhiều măng phết đấy nhỉ. Bà đưa cháu đi xem nào. Đâu ấy bà? Đây này, cháu chặt cây này này. Rau này bao nhiêu tiền bó hả bà? Bó 10.000.
Thế con hai bó. Măng này bà bán như nào? Cái này mới cùng bà bán 10.000 đấy. Số mang nguyên sâu dưới đây bao nhiêu tiền đấy bà? Tất cả những này cả rau mang là 50.000. 50.000 hả? Thế bà bán cho con nhá. Cả ba em ngon với hai cả bán. Bà cho con vào túi đi. Con cầm về. Thế bà cho vào túi bà đưa vào trong nhà cho con nhá. Bà con đang bận, thấy con đang bận bà. Bà đưa vào trong nhà con nhé bà nhé. Vâng. Bà hộ con nhá. Bà cảm ơn nhá. Cháu ngồi đây ấy, cháu không có nhà. Không có nhà thì bố mẹ cháu đâu. Cháu bỏ cháu từ lúc cháu hồi nhà thôi. Thế bà thương quá. Thế mọi hôm con ngủ ở đâu? Con toàn hay ngủ ở ngoài. Ngoài có rén không? Có. Thôi bà thương quá. Thế từ giờ cần theo bà nhá. Bà thương lắm. Thế mọi hôm con ngủ ngoài có rén không? Có. Thế nhá.
con về nhà nhá. Con mẹ con đấy. Nhà con nhá. Con ngồi đây nhá, chờ bà nhá. Vâng. Bà đi nấu cơm nhá. Cơm cho con ăn. Bà nấu bếp bà đang làm gì? Bà đang nhóm lửa. Chờ bà tí nhá. Chờ bà tí nhá. Biết con đói rồi mà phải chờ bà một tí, chưa chín đâu nhá. Chờ bà đi, con ngồi với cha kia đi một tí nhá. Chờ bà đi rửa rau rồi nhá. Thank you.
Ừ, bà biết rồi, bà biết con đói lắm rồi. Chờ bà một tí nhá, bà còn làm thịt tằm canh nhá. Bố chờ một tí nhá. Cơm cho bà nhé. Bà biết con đói rồi mà thịt chưa chín con ạ, chờ cố chờ một tí nhá. Đói không? Chờ cố chờ một tí nhá rồi nấu canh. Bà biết con đói lắm rồi. Ăn cái gì? Con cả hai ăn. Món đồ ăn ở bên ngoài thôi. Dạ. Thế có ai thương ngoan nhá. Bây giờ bà đón con về ở với bà thì phải ngoan nhá. Quay về ăn cơm với con nhé. Chờ bà hái thịt tí nhá. Ngon gì bây giờ? Có chưa được ăn bao giờ à? Con chưa được ăn bao giờ. Thấy ngon thì ăn nhiều vào nhá. Ăn nhiều vào nhá. Này bà lại gắp cho con ăn nhiều vào nhá. Bà ơi, bà nấu ngon thế. Con muốn ở với bà lắm. Từ bây giờ đi là con ở với bà nhá. Vâng. Ăn nhiều vào nhá. Bây giờ bà cháu mình uống nước xong đi ngủ nhé con nhé. Vâng.
cháu đi đằng sau đi. Này, cháu đi ngủ nha. Ngủ xuống.